Đài Loan. Các đồng chí, đây là Cao Hùng, thành phố Cao Hùng của Đài Loan, tòa nhà kia. Đây là bến xe tàu điện ngầm đấy, Formosa. Formosa này, Formosa Station này. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, sáng mùng 3 Tết. Các cái đây là các cái đường xuống bến này, xuống bến tàu điện ngầm đây. Bốn góc là bốn đường xuống. Đại lộ nó rất là lớn. Xin chào các bạn. Đây sơ đồ tàu điện ngầm đây. Xe ô tô của ở bên Đài Loan thì rất, nói chung là cũng cũ lắm, cũng không được đẹp lắm. Đài Loan thì đây là thành phố Cao Hùng, rất nhiều xe máy, ô tô cũng rất nhiều. Phương tiện đi chủ yếu là ô tô và xe máy. Đây. Đây là trụ sở cảnh sát đây. Trụ sở cảnh sát của Đài Loan đây. Đây, police. Trụ sở cảnh sát của Đài Loan đây.
Đây là xe cảnh sát đây. Cảnh sát trang bị một loạt xe đây. Xe cảnh sát đây, người ta lắp cái còi hú ở đây. Còn đây là xe của người dân đây. Xe người dân. Đây trụ sở cảnh sát. Đây. Bến tàu điện ngầm đây. Formosa đây. Đây là ga và trung tâm đây. Ga và vào ở đây thì đi vào những cái đây, tinh thần tự sướng rất nhiều. Ok, rồi đi mua vé, đi vé để vào đây, vào khu này. Đây là ga tàu điện ngầm ở Cao Hùng, Đài Loan, một trong những cái ga rất là lớn đấy. Đi thì người ta cũng phải
mấy bến hả Thảo? Mấy bến? The next station is Kaohsiung Main Station. Passengers for Taiwan Railway, please change at the station. Hùng nữa. Nắng quá. Ra đây thì lại chờ một bến xe. Đây là cảnh sát phòng cháy chữa cháy đây. Đây là cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố Cao Hùng. Chắc là một cái
đội phòng cháy chữa cháy. Đường này là đi ra sát biển đấy này. Tương đối sạch.